Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp claim 2.500.000 token có ký hiệu là SPR từ dự án Supernova Invest nha bạn. Thì dự án này như skin. Thì chương trình góp này nó sẽ đang khởi chạy web nè bạn. Còn 41 ngày nữa sẽ list lên sàn PancakeSwap nha bạn. Thì con này thì nó có lộ trình của nó có 3 giai đoạn nè bạn. Giai đoạn nhất thì khởi chạy web nè, và phát triển phát hành góp nè, và khởi chạy bán trước nè. Giai đoạn thứ hai thì xác định đề xuất dự kiến dự án phát triển nè các bạn. Giai đoạn 3 thì phiên bản chương trình tham gia cộng đồng, chương trình đối tác, các phiên giao cộng đồng lộ trình. Thì claim con này thì để claim được con này thì các bạn click phần link mô tả, copy phần link mô tả dưới video mình nha các bạn. Các bạn mở vào trình duyệt đáp nè, các bạn dán cái đường link của mình vào nha các bạn. Rồi các bạn chọn gỡ nè các bạn. Thì những dán thế này thì các bạn claim mắc chút phí ra nó cho phi đi mà các bạn claim bỏ đó đi nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một airdrop nè các bạn, claim airdrop nha các bạn, kết nối. Những dán claim như thế này từ khi mà thị trường nó biến động nên các bạn có lãi xích cho các bạn, như hiện tại giá của BNB sập thế này, tuột thế này thì các bạn claim chắc claim chơi thôi các bạn, chấp nhận chứ bán chứ không có lãi đâu các bạn. Thấy hình logo của token này cũng khá là đẹp nên mình claim luôn các bạn. Rồi sau khi các bạn claim xong thì các bạn copy cái địa chỉ BNB smart chain của mình nè. Các bạn mở trình duyệt của gom ra nè, các bạn gõ vào BC scan các bạn, các bạn dán con sắt của nó vào, các bạn bấm gỡ. Rồi các bạn gõ tên token nữa, SPR các bạn. Vậy chưa ta? Sao chưa vậy ta? Ok, mình đã dày được 2.500.000 token SPR này các bạn. Thì con này tổng cung của nó 3, 6, 9, 12, âm 15 con số 0 các bạn. Hiện tại có 5.000, trên 5.000 địa chỉ holder nữa. Phan các bạn đem coi. Để anh coi nó có ký hợp đồng trên chu mạng Binance Smart Chain chính thức không nha các bạn. Ok, con này vậy là được xây dựng trên mạng Binance Smart Chain nha các bạn. Thì các bạn mở cái chút Black mình ra nè. Có những dự án, rồi mình chưa copy các bạn. Có những dự án nó được xây dựng trên chủ mạng Binance Smart Chain nhưng mà chưa được Binance chấp nhận nữa các bạn. Thì những dự án đó là những dự án sự cam nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ hợp đồng nữa nè. Những bạn nào thường thường có hold coi lâu năm có kinh nghiệm thì sẽ biết. Có những con token các bạn có thể swap, khi mua swap được mà bán không được nha các bạn. Rồi thì mình đã nhận được 2 triệu token có hiệu XRP nè. Thì để kiếm thêm tôi cần thì rất là dễ các bạn. Các bạn chỉ copy link ghép của mình mà chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Các bạn sao chép địa chỉ BNB Smart Chain của mình nè. Các bạn qua lại dự án Supernova nè các bạn. Rồi các bạn dán cái link ghép của mình vào đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào get link. Giờ tất cả các bạn bè, tất cả các bạn copy cái link này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tôi cần các bạn. Vậy video này kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn.